Xin thưa tới quý vị và các bạn, cổ nhân nói rằng nhất cử lưỡng tiện. Buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 năm 2024. Lão nông cũng theo lời của cổ nhân, nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ test chiếc loa đài Nationa có model RXC40. Cái loa này mình cung cấp 100.000 đồng. Gửi cho một người anh em có cái bụng tốt ở thủ đô Hà Nội. Test luôn cái cục máy Nationa RXC40 luôn. Cái cục máy này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất, 450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Phần băng cassette thì xin thưa với lại quý vị và các bạn, cái chiếc đài Nationa RXC40 này, nhà sản xuất người ta trang bị cho cái bộ cơ có vớt. Khi nó đảo chiều quay thì đầu từ nó cũng đảo luôn, đầu từ nó xoay. Đấy, thế còn có những cái mà ví dụ Sony 710 thì đầu từ nó không xoay, hoặc là Sony 1110 đầu từ nó đứng yên thì nó đọc được hai chiều. Cái này thì đầu từ nó phải xoay. Cái đài Nationa RXC40 này nó chuyên bị cái bệnh là khi vớt đảo chiều quay ấy là cái đầu từ nó xoay. Thế nhưng mà cái đầu từ nó xoay không hết, nó lại vẹo, nó lại không thẳng hàng với cái sợi dây băng. Nó lại không thẳng hàng với cái sợi dây băng. Bây giờ play này. À, tua này. Tua hai chiều này. Play này. Play cái chiều này thì nó thẳng. Thế nhưng mà bây giờ mà vớt đây này. Bây giờ mà vớt một cái là nó bị vẹo này. Đấy. Tức là hệ thống vớt nó vẫn hoạt động bình thường này này, nhưng mà cái đầu từ nó bị vẹo. Nó bị vẹo. Thế mà xử lý được cái vẹo này thì nó mất rất nhiều thời gian. Này. Đấy. Thế nên là cái đài này ấy là mình bán là cái thẻ nghe radio và đường line in. Đường line in đang hoạt động bình thường. Radio thì AM bắt được một sóng, FM thì bắt nhiều sóng. Bộ equalizer này hoạt động bình thường. Ở đây nó thất lạc một cái nhựa để gắn vào với lại cái bộ chỉnh đây này, cái ba lăn ke, cái cân bằng loa này. Thì có thượng đế nào mà trần văn chốt thì mình sẽ lấy ở cái đài khác ra mình lắp vào, lấy ở cái đài đúng cái đài Nationa luôn lắp vào để cho nó đủ bộ nha. 450.000 đồng không có bị vỡ nứt gì cả. Đài này thì mình mua của sư huynh của mình ở trên Sài Gòn, sư huynh cũng vệ sinh rồi, vệ sinh ở bên trong sạch đẹp rồi. Đài này mình cũng có một cái video giới thiệu ở bên trong rồi. Đài này bán là cái thể là nghe radio và line in, thế còn phần băng cassette nó chạy như vậy. Thế nhưng mà mình không bán là cái thể chạy băng cassette nha. Ôi giời, AM này này, AM. Thế nhưng mà hát thì không để được. Ai cũng biết là ca nhạc hát thì rất hay, thế nhưng mà để lại phạt vào bản quyền nên chả chơi. Đấy, AM bắt được con sóng thôi, thì chuyển sang FM nhé. Chuyển sang FM này. Bắt đầu số phát từ 88Hz kéo lên 108MHz. Cái này nó là hàng xuất. Thế này nó không như những chiếc đài nội địa mà phải lăn tăn là nó bắt được ít sóng là phải kéo sóng. Cái đài nguyên bản của nó 108 luôn. Anh Hà rồi. Dạ, mà vui hơn nữa là tưởng là anh ở Nam Định, hóa ra anh là ở ngay thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, vậy là bây giờ mình giữ một kết nối nha, còn có thêm một kết nối nữa. Dạ, xin được mời nhân vật thứ hai của chúng ta lên tiếng đi ạ. Lần này thì hơi bất ngờ một xíu. Em chào chị Như Nguyễn và... Cả nhà không để được. Nàng tiếp tục quay lại với nhà giàn. Từ đó đến lúc nghỉ hưu, anh đã công tác ở tất cả các nhà giàn CK1 trên thềm lục địa phía Nam. Với Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, nguyên phó chỉ huy trưởng tiểu đoàn CK1, cơn bão tháng 12 năm 1998 không thể nào quên. Khi đó anh là chỉ huy trưởng nhà giàn CK115, cách Phúc Nguyên 2A khoảng 7 hải lý. Đó là cơn bão mạnh, các tàu hoạt động trong khu vực cũng được lệnh về Côn Đảo tránh trú. Đã tìm ra bí quyết và kỹ thuật đúc chống đồng ấy, thì cái điều tâm đắc nhất của ông là gì ạ? Làm trong suốt 2 năm chỉ có lỗ vốn và thua lỗ không.
cho nên là kinh tế nó rất là giảm sút, thậm chí cơm còn được ăn một bữa thôi vì làm không ra mà lại còn mất đi. Và tôi nghĩ rằng các cụ ngày xưa đã có công làm được mà sáng tác ra được, bây giờ tại sao đấy, bắt rất chỉ là nét nhá, nhưng mà ca nhạc thì không để được. Bán là đã tìm ra được những các cái bí quyết và làm thành công. Vâng, và những cái tác phẩm trống đồng ấy thì cũng đã được rất là nhiều người đánh giá cao bởi cái sự tinh tế và với thiếu tá Trần Xuân Hòa. Hiện đang công tác ở nhà giàn JK-114. Tiếng sóng mạnh với tiếng rít giật liên hồi, những cơn sóng kinh hoàng liên tục đánh vào chân nhà chẳng còn xa lạ. Có những cơn bão mạnh, sóng cao hơn 20 mét đánh tràn qua nhà giàn nhỏ, bao trùm nhà một màu trắng xóa. Cơn bão 2017 có rít vào chính tâm nhà 12 qua nhà 15, đổ tràn dầu đánh bằng luôn là cái tràn công tác của nhà vệ đổ hết, đấy là chính. Sờ vào đâu lại tịt luôn. Từ ấy thì là anh em có cái tâm lý vững vàng hơn. Nó lỏng cái dây nguồn. Chứng kiến trên 30 cơn bão biển và khoảng 5 áp thấp nhiệt đới khi ở nhà giàn, Trung tá Nguyễn Văn Đồng, nguyên chỉ huy trưởng nhà giàn JK-1, hiểu bão, đón y bão, đối mặt với bão và vượt qua bão. Theo anh Đồng thì bản lĩnh của người lính nhà giàn thể hiện ở mỗi cơn bão đi qua. Vượt qua nỗi sợ bão, tích lũy, truyền cho nhau kinh nghiệm để chống bão. Ý chí, tinh thần thép của người lính JK-1 cũng được tôi luyện từ đó. Cái tinh thần thép đó là thể hiện ở chỗ, đặc biệt là những cái mùa giông bão, sóng gió. Ngày xưa thì nhà giàn đám nhỏ thì nó khó lung lay. Thế thì cái tinh thần thép là thể hiện ở chỗ lúc mà sóng gió, bão giông, sóng cuồng, bão giật. Lúc đó là chúng tôi là kề vai vào bên nhau, đồng viên. Rồi thì khắc phục những khó khăn và chiến thắng sóng gió khi ở những điều kiện khó khăn nhất. Cái tinh thần thép ở chỗ nữa là tham sáng định mình nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền này mới đến hết. Tháng 2 năm 99 thì lúc đó chúng tôi đến nhà giàn thì 7 thì có một cơn bão mạnh thì chúng tôi thì phải rời nhà giàn, trừ cái trưởng là phải sống sau cùng. Thế là khi mình rời nhà thì người trong sáu vẫn là nguy hiểm nhất, tại vì người trong trước thì họ có dây, người trong sáu thì phải cởi dây ra để bơi hoặc là cột dây vào người. Thì khi mà anh em trong trước hết rồi sống thò lắm thì tôi trong sáu cùng khi thôi dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt, merci beaucoup.